Thúy chào cả nhà. Hôm nay Thúy làm 4 món chay. 4 món chay thì hôm nay là cái món đầu tiên, đó là món gỏi. Gỏi bông súng. Nè, gỏi bông súng thì là có bông súng, có giá và có cà rốt. Này là có hành ba rô và có núm. Đây là núm bào ngư. Cái món thứ hai đó là đậu xào với núm gà mà có đậu hành của ba rô. Món thứ ba đó là núm đông cô kho với khổ qua. Cái khổ qua thì Thúy cũng đã cắt ra rồi. Khổ qua rồi Thúy cắt như vậy nè, cắt hết trong cái lòng trong, tại lòng trong nó rất là dai thì nó không có độ giòn mà độ dai nó không ngon. Thúy cắt hết cái lõi trong rồi, giờ Thúy kho với là núm đông cô tươi, có hành ba rô. Và món này là món thứ tư, đó là bầu, canh bầu. Canh bầu thì Thúy sẽ nấu với núm đùi gà để khúc và có đầu hành ba rô. Còn phần này là phần ngò, rau thơm, rau ôm để lát Thúy sẽ nêm và trộn gỏi. Giờ Thúy sẽ nấu cái món canh đầu tiên. Giờ Thúy cho vô đây một chút xíu dầu. Kế tiếp là sẽ cho cái hành ba rô vô đây. Kế tiếp là cứ cho cái núm đùi gà vô luôn. Cứ cho vô đây một chút xíu hạt nêm chay. Và một chút xíu đường. Và một chút xíu bột ngọt. Kế tiếp là cho vô đây nửa chén, nửa tô nước. Cái lại cho sôi rồi tôi sẽ bỏ bầu vô nêm nếm lại. Canh của mình cũng nêm nếm, nãy mình nêm lại rồi mình nêm nếm lại cũng vừa ăn rồi. Bây giờ mình cho bầu vô luôn. Canh nêm nếm bầu cũng chín rồi, giờ mình tắt lửa. Mình múc ra tô luôn. Giờ kế tiếp Thúy sẽ làm món thứ hai. Món thứ hai này Thúy bắt nước và Thúy cho vô đây một chút xíu hạt nêm chay. Và Thúy cho cái khổ qua vô, Thúy trần qua. Cái khổ qua này Thúy đã lấy cái lõi ở trong rồi, còn mỗi cái vậy thôi, thì khi mình kho mà mình giữ độ giòn của khổ qua thì nó không có bị dai. Cái lõi trong nó dai lắm. Khổ qua Thúy để trần thì được rồi, giờ Thúy sẽ rớt ra. Thúy cho vô đây một miếng dầu. Rồi, Thúy cho cái hành ba rô vô luôn. Cho cái hành ba rô vô, Thúy cho cái núm đông cô vô.
nêm nếm vô đây thì chỉ cho nước tương, chút xíu đường, xíu hạt nêm chay và chút xíu bột ngọt và tỷ lệ liu riu riu. Để lửa riu riu. Khi chờ đợi cái mình kho nấm thì cái khổ qua này thì Thúy sẽ không có bỏ vô kho mà mình trần qua, thì khổ qua này nó cũng có cái độ chín và nó vừa. Đây nãy mình trần qua mình có cho hạt nêm á, giờ mình sắp ra dĩa. À, bây giờ dỡ nắp ra, sẽ chở cái nấm nắp cùng. Nãy Thúy cái cho gia vị trong cái chén nước tương nó vừa ăn lắm, không có bị mặn. Mấy cái món chay này Thúy không có làm mặn lắm, ăn sẽ không được nhiều. Thúy cho cỡ 5 phút nữa được rồi. Cái nấm của kho thì vừa rồi, giờ Thúy tắt lửa luôn. Cái khổ qua thì Thúy đã trần qua bên cái gia vị thì khổ qua nó vẫn màu xanh. Rồi Thúy cho vô. Cho mấy ngồi vô. Giờ Thúy sẽ đi làm món thứ ba, đó là món xào. Thúy cho đây miếng dầu. Kế tiếp là Thúy cho cái hành ba rô vô luôn. Những cái món xào này Thúy sẽ cho hết vô luôn. Cho vô đây một chút xíu hạt nêm chay. Chứ cho vô đây một chút xíu đường. Chứ cho vô đây một chút xíu bột ngọt. Cái món xào này nãy Thúy cũng nêm nếm là vừa ăn rồi, bây giờ đậu chín rồi, giờ Thúy tắt bếp luôn. Giờ Thúy sẽ đi làm món thứ tư. Món thứ tư cái đó là món gỏi. Thì Thúy đã bắt nước sôi lên rồi, giờ Thúy cho vô đây một chút xíu hạt nêm. À, Tiến cho cái nấm bào ngư ở đây trụng. Chứ sẽ trụng cái nấm bào ngư này cho nó chín luôn. Đây là cái nước tắc tắc mà Thúy đã dắt ra chén này, bây giờ Thúy làm cái nước chua chua mặn mặn ngọt ngọt để Thúy trộn cái gỏi. Cho vô đây 2 muỗng đường. Và kế tiếp là Thúy cho vô đây một chút xíu muối. Và Thúy cho vô đây nửa muỗng dầu ăn. Quậy lên cho đều hết. Cái nấm bào ngư của Thúy cũng đã luộc chín rồi, giờ Thúy vớt ra tắt lửa luôn. Giờ mình đã trộn gỏi bằng cái thau này. Mình cho vô đây cà rốt. Cái này là hành ba rô mà mình bào ra nè. Sót lên nấm này bỏ luôn. Này là bông súng. Bông súng này mình mua về mình bào luôn. Mình cho đây giá. Bông súng á mình mua về mình bào mình ngâm nước. Mình cho bông súng nó ra hết cái chát.
mình cho vô đây cái nấm bào ngư mà nãy mình trụng á, mình cho vô đây luôn. Rồi, cái chén nước tắc của mình nó có đủ thành phần ở trong đây hết rồi, giờ mình quậy lên. Rồi mình rưới lên. Trộn lên. Thì thử miếng này. Vừa ăn rồi. Ăn mặn chua chua ngọt ngọt. Đây là những cái rau thơm mà Thúy trộn gỏi thì nó có là ngò, ngò gai. Mình Thúy cắt bỏ vô đây. Gỏi nó cũng sắp ra dĩa rồi, bây giờ sẽ cho đậu phộng vô. Đậu phộng này là băm hơi nhuyễn nhuyễn. Từ đậu phộng nó nhà Thúy rang xong Thúy bỏ vô cái bịch nhỏ vậy nè. Rồi bỏ vô cái hũ đó, nó không có bị mềm mà đậu phộng nó thơm lắm. Thúy cũng đã xong 4 món chay. 4 món chay rất là ngon, thanh đạm.